Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một cái mẹo đuổi muỗi trong nhà nha. Thì mùa mưa đến rồi các bạn, mưa xuống thì muỗi khá là nhiều nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái túi hương đuổi muỗi nha. Thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị là, ở đây là mình chuẩn bị đó là vài tép sả nha các bạn. Đây là tép sả nha, sả, trái chanh. Còn mình có bưởi thì mình dùng bưởi luôn. Cái này là vỏ bưởi nha, mình kiếm bưởi non các bạn. Bưởi non thì cái vị hay hay nó khá là nhiều nha. Và trái chanh và một cái khẩu tang nha, khẩu tang y tế. Rồi, một chai dầu. Rồi đầu tiên thì mình xả, thì mình sẽ sắc nhuyễn ra nha các bạn. Rồi mình sắc nhuyễn ra nha. Rồi mình để lên thớt, mình sắc nhuyễn ra. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái vỏ cái chanh ra nha, sắc lát mỏng nha các bạn. Chú ý là mình lấy cái vỏ nha các bạn, cái vỏ cái vị he ở ngoài các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cũng làm tương tự với trái bưởi nha. Mình đã cắt cái vỏ chanh và vỏ bưởi rồi nha. Đó, vỏ chanh vỏ bưởi mình sắc lát mỏng nhỏ như thế này nữa các bạn, để cho cái vị he ở trong cái này nè nó ra nha. Rồi bắt đầu là tới cái khẩu tang. Khẩu tang thì mình sẽ dùng kéo nha, mình cắt là có cái làm cái túi các bạn, cái túi là mình làm cái túi hương á. Mình cắt tới mí rồi nha, tới mí nè, tới mí đây nè, chứ đừng cắt hết. Đặng mình lấy cái dây này mình làm cái túi, rồi mình cột á. Ở trong đây nó có mấy lớp nè, đó mình lật hai cái lớp ngoài ra, đó mình lấy lên mình sử dụng cái lớp tông, đó hai cái lớp tông nè. Rồi mình cho cái nguyên liệu này vô trong túi nha, cho hết nguyên liệu vô đây. Rồi nguyên liệu hơi nhiều nha, nên mình thêm một túi nữa nha các bạn. Đây các bạn, mình cho nguyên liệu vô đây nè các bạn, nguyên liệu nè. Rồi cái này mình sẽ dùng cái chài hoặc cái cối nha, mình ép mình giã giã như thế này các bạn, bạn cho những cái vị he nó ra, rồi cái nước he ở trong cái vỏ bưởi vỏ chanh á với sả các bạn nó ra nha. Mình dầm nhẹ nhẹ thôi chứ để cái túi nó cách nha các bạn, để cho những cái đó nó ra cái vị he. Rồi sau khi mình giả mình dầm cái này nè cho nó ra cái vị he nè các bạn, cái vị he nó ra nè, nó ra ướt luôn cái túi nè các bạn. Đó, rồi sau đó mình sẽ mở chai dầu ra, mở chai dầu ra mình sẽ nhiễu dầu vô, mình đổ dầu vô. Đó, mình đổ dầu vô nha các bạn, đổ dầu vô khoảng vài giọt thôi cũng được rồi, vài giọt thôi nha các bạn. Đó, rồi sau đó mình sẽ quấn lại mình dùng cái dây này là mình cột lại nha. Đó, dây này mình cột lại. Đó, khi mình cắt á mình chừa cái dây này nha các bạn, chừa cái dây này ra mình cột lại nha, để có khỏi có dây hung á, dây hung nữa mình cột lại. Đó, thành cái túi nè các bạn, rất là xinh nha. Thì cái túi này nè các bạn, cái túi này là mình treo ở ở góc phòng đó các bạn, hoặc là ở gần đầu giường á, hoặc là ngay cửa sổ các bạn, là muỗi nó không dám bay vô luôn các bạn, là muỗi trong khu vực đó là cái hương của dầu với chanh bưởi nè nó tỏa ra, nhất là sả nha, muỗi là nó sợ nhất là cái mùi sả đó, là nó phát ra muỗi nó sợ nó không dám ở trong phòng. Thì cái này mình khoảng cách 2 đến 3 ngày thì mình nếu mà nó hết mùi á mình cho thêm dầu vô thêm nha các bạn, cho khoảng 2 3 giọt vài giọt dầu vô. Đó, cái này mình sử dụng trong vòng 1 tuần nha. Thì 1 tuần thì mình làm cái túi khác, mình làm túi khác, mình lấy sả mình với chanh này mình làm cái túi khác đó, mùi cũng rất là dễ chịu nha các bạn, mùi dễ chịu nha. Chứ các bạn đừng có dùng tỏi nó hôi lắm nha các bạn, mùi sả với chanh sả nó mùi nó về dễ chịu. Với dầu nè, cái dầu này mà các bạn có dầu thì nước xanh thì mình dùng dầu nước xanh, cái này mình dùng dầu nước vàng. Rồi
Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.